Trong cái phần giới thiệu thì chúng ta đã thấy là có ba câu hỏi chính đặt ra trong cái buổi ngày hôm nay là AI có thể tạo ra máy móc vượt xa cái khả năng của con người hay không? AI có giới hạn hay không? Điểm thứ hai là đâu là nghĩa vụ đạo đức của con người đối với máy móc? Nghĩa vụ của con người đối với nhau trong cái thời máy móc thông minh và cơ sở cho nghĩa vụ xã hội của ta là gì? Và cái điểm thứ ba là về tính bền vững và sự bất bình đẳng. Cái đấy cũng tương đương với theo cái bài nói của chị Joanna là sự an toàn và quyền lực. Đấy là những vấn đề chính định đặt ra trong cái bài nói này. Thế trong đấy thì tôi trong quá trình xem lại, xem trước thì tôi thấy là chị đặt vấn đề, một số vấn đề sẽ trao đổi là nói về trí tuệ nhân tạo và kỷ nguyên số. Còn dùng cái từ trong đó là thời đại thông tin. Thứ hai là nói về AI và công việc của con người, sự khác biệt và tính đa dạng, AI và trách nhiệm giải trình liên quan đến đạo đức, sự phân cực và bất bình đẳng và liên hệ là chúng ta phải làm gì. Thì trong phần này thì những cái nội dung chính thì sẽ được trình bày trong bài. Tôi sẽ chỉ cố gắng là thử chia sẻ lại một số cái khái niệm cơ bản chuẩn bị cho chúng ta có thể để nhìn rõ hơn vào cái bài giảng của giáo sư Joanna. Thứ nhất thì tôi muốn nói một chút về đặc điểm của kỷ nguyên số mà chúng ta còn gọi thời chuyển đổi số. Chúng ta đều biết bây giờ câu chuyện rất là thời sự. Thì có thể nói chuyển đổi số là theo định nghĩa của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là chuyển cái hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế, của cả xã hội lên môi trường số. Như vậy một cái khái niệm mà các anh chị rất cần biết là khái niệm gọi là môi trường số. Thì môi trường số chính là, nói nôm na chính là cái môi trường mạng mà chúng ta đang dùng cộng với cái thế giới vật lý mà chúng ta biết từ trước. Nếu các anh chị nhìn cái hình này thì phía trên chính là cái thế giới vật lý mà con người đã sống hàng nghìn năm. Thế và cái hình phía dưới là có thêm một cái phần ở dưới chính là cái không gian mạng. Là tất cả mọi cái thứ dần dần được số hóa, và khi số hóa thì tạo rất nhiều dữ liệu. Và những cái thứ sau khi được số hóa thì có khả năng được kết nối với nhau trên không gian mạng. Chúng ta biết đấy là Internet of Things. Và có hai cái đặc điểm với thời đại số là chúng ta sẽ có rất nhiều dữ liệu và mọi cái thực thể ở trên đời, mọi cái đối tượng ở trên mặt đất mà chúng ta đang sống sẽ được kết nối lại với nhau. Đấy là hai cái đặc điểm chính. Thế thì về trí tuệ nhân tạo thì trong cái lúc mà có rất nhiều dữ liệu và rất nhiều thứ được kết nối với nhau thì trí tuệ nhân tạo là một cái bộ phận của khoa học máy tính nhằm làm cho cái máy móc có được một số cái chức năng của trí thông minh của con người. Nếu các anh chị nhìn cái hình trên thì cái bên trái, những cái chức năng của thông minh của con người thì có thể kể đấy là khả năng nhận thức, chúng ta nghe, chúng ta nhìn, chúng ta hiểu, khả năng suy luận, khả năng hiểu ngôn ngữ, khả năng học tập, khả năng giải quyết vấn đề. Đấy là những đặc điểm cơ bản của trí thông minh của con người. Thì cái ngành AI nếu mà sang bên phải chính là cái việc làm cho máy có những cái năng lực của trí tuệ của con người. Thì chúng ta sẽ thấy như là chỗ có thị giác máy, hiểu ngôn ngữ, chúng ta vẫn coi cái như Google Translation thì dịch cho chúng ta từ tiếng này sang tiếng kia. Rồi khả năng suy diễn, khả năng lập kế hoạch, đặc biệt là học tập thì có một cái ngành của ngành trí tuệ nhân tạo gọi là học máy, cái ngành là machine learning. Và nhưng có một đặc điểm mà chị giáo sư Joanna nhấn mạnh trong bài, trí tuệ nhân tạo chính là cái trí tuệ của AI tạo ra là nó từ một cái công cụ do con người tạo ra có chủ đích, và nó sẽ thiếu rất nhiều những cái cảm xúc, thiếu tất cả cái tư duy về xong sẽ liên quan đến vấn đề đạo đức mà chúng ta sẽ được đề cập ở trong bài. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo thì có một cái lịch sử phát triển cho đến bây giờ khoảng 70 năm, khoảng từ giữa những năm 1950. Và một cách đại thể thì bây giờ người ta thường nhìn trí tuệ nhân tạo là có hai cái nhánh chính. Cái nhánh ở phía trên tôi viết gọi là AI tổng quát hoặc là AI mạnh. Thì đấy chính là những cái nghiên cứu, những cái phát triển bắt đầu từ khi người ta làm AI nhằm làm cho máy có những cái năng lực của trí tuệ của con người. Cái con đường đấy còn dài, những cái thứ mà chúng ta nghe nói về siêu trí tuệ thì còn đi đường dài. Đấy là làm sao cho máy móc thông minh và có cái năng lực đối xử, làm được mọi cái chuyện như con người. Như chuyện tất nhiên chúng ta đều biết hiện nay là máy móc đã có những cái thứ nó vượt quá con người ở một số công việc cụ thể. Nhưng cái hướng thứ hai mà hiện nay người ta tập trung vào rất là nhiều chính gọi là AI chuyên dụng hoặc AI hẹp. AI chuyên dụng và AI hẹp thì phát triển rực rỡ trong vòng khoảng 20-30 năm nay. Đấy là cái việc dùng làm cho máy thông minh nhằm tăng cái năng lực trí tuệ của con người qua việc hỗ trợ con người giải quyết những vấn đề cụ thể nhờ dùng dữ liệu và dùng những kỹ thuật của toán học và của khoa học máy tính. Thì cái hình dưới minh họa như là người ta giúp giải quyết những chuyện trong tài chính, trong chăm sóc sức khỏe, trong giao thông vận tải, vân 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 vân. Thì đặc điểm đấy là dùng dữ liệu để hỗ trợ con người tăng cái năng lực của trí thông minh của con người. Hiện nay các cái quốc gia trong cái chiến lược phát triển AI của mình thì đều tập trung
vào cái AI chuyên dụng. Thì đấy là những cái phần cơ bản mà chúng ta có thể nắm được. Vậy trong AI thì có thể nói AI trong vòng khoảng gần 10 năm vừa rồi thì phát triển rất là rực rỡ nhờ một cái lĩnh vực chính của nó, cái lĩnh vực mà đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của AI chính là lĩnh vực của machine learning, chúng ta sẽ là học máy. Cái bức tranh này minh họa cái hình ở giữa như là có một cái máy, cái đầu vào thì người ta cho dữ liệu vào, nhưng mấy cái hình kia chỉ là những người có mắt vàng, cái da bị vàng, cái mắt bị vàng, và đều biết những người đấy mắc bệnh gan. Khi có rất nhiều những cái bức tranh và những dữ liệu như thế thì cái máy nó học, nó phân tích, nó tìm ra những cái chi thức nghiệm phía dưới nói là mắt vàng và da vàng thì có khả năng cao bị mắc bệnh gan. Như vậy trí tuệ học máy chính là cái lĩnh vực mà đưa rất nhiều dữ liệu đầu vào thì cái máy nó phân tích và đưa ra cho con người những cái hiểu biết. Có thể nói là học máy là cái lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo, nó tạo ra sự thay đổi cơ bản của trí tuệ nhân tạo, nó gắn với cái thời bây giờ chúng ta có rất nhiều dữ liệu. Rồi quay lại cái bài của giáo sư Joanna thì chị sẽ nói về AI liên quan đến công việc như thế nào. Chúng ta vừa nói cái AI chuyên dụng là nó giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề cụ thể thì nó sẽ gắn với công việc của con người, và đặc biệt khi giúp cái năng lực thông minh của con người thì sẽ làm tăng hiệu quả. Và chị sẽ giải thích chúng ta là sẽ giảm cái số người cần trong từng loại công việc, và sau đó sẽ liên hệ đến cái AI và cái tuyển dụng trong lao động. Thì chị sẽ giải thích AI và chuyển đổi số tạo ra những cách làm việc mới và thay đổi những cách làm việc truyền thống. Rồi khi thay đổi như thế thì AI sẽ liên quan đến lương bổng, và sẽ, khi mà giúp tăng năng lực trí tuệ thì có một cái điểm chị sẽ giải thích là sẽ giảm cái sự không đồng đều. Và do AI sẽ giúp cho rất nhiều người bình thường có thể học và làm được rất nhiều việc thì giảm cái sự khác biệt về lương, và nó có thuận với cái việc tái phân bố lại. Thì chúng ta sẽ nghe chị giải thích, giáo sư sẽ giải thích thêm. Ở đây thì về sau trong bài nói sẽ có nói một cái gọi là định lý cơ bản của Fisher về chọn lọc tự nhiên. Cái nghĩa của cái định lý Fisher này là cái chọn lọc tự nhiên, tôi dùng cái chữ độ ổn cho chữ fitness, là cái tốc độ gia tăng của cái sự ổn định hay là cái của bất kỳ một loài sinh vật nào thì đều tỷ lệ với cái sự khác biệt về di chuyển của độ ổn. Và tóm lại là phải có sự khác biệt trong di chuyển, có sự khác biệt thì mới có sự phát triển và tiến hóa. Ở đây chị sẽ nói không có sự riêng tư, lòng vị tha, sự đa dạng thì xã hội sẽ mất đi cái năng lực sáng tạo và cần có để có thể đối đầu với các cái thách thức. Thì cái câu chuyện này nó sẽ liên quan đến cái năng lực của trí tuệ nhân tạo và liên quan đạo đức của con người. Sau đấy thì có một số khái niệm mà giáo sư Joanna sẽ nói. Một trong khái niệm là tác tử, chúng tôi dịch từ chữ agent. Tác tử thì giống như là một cái robot. Tác tử là một cái máy móc, có thể là một cái thực thể nào đấy, thậm chí là con người mà được giao làm một cái nhiệm vụ gì đấy. Thí dụ như một cái con robot mà nó chạy nó quét nhà, nó làm sạch cái nhà thì đấy là một cái tác tử. Một cái phần mềm chạy trên mạng để tìm kiếm làm một cái việc gì đấy là tác tử. Thì những cái thứ mà AI tạo ra người ta gọi tổng quát là những cái tác tử, nó làm những nhiệm vụ thay cho con người. Thì ở đây sẽ liên quan một câu chuyện, một cái khái niệm khá là về mặt triết học, về mặt cũng khá là phức tạp, như gọi là cái tác tử có đạo đức. Vì khi một cái máy nó hoạt động thì nó sẽ liên quan đến cái chuyện là nó có thể gây ra những cái điểm tốt, điểm xấu, thì nó liên quan đến cái đạo đức. Và cái đạo đức của cái tác tử đấy thì lại phải chính do con người tạo ra cái tác tử. Và cái người chịu sự tác động của đạo đức, cái tác tử nó tạo ra cái hành động có thể phải liên quan đến đạo đức, và cái người được hưởng hay là bị hại nhờ cái đấy thì chính là cái người chịu cái sự tác động của đạo đức. Thì dẫn đến câu chuyện về đạo đức liên quan đến máy móc ở trong đấy. Thì đây là một câu chuyện mà sẽ được giải thích trong cái bài nói. Và sẽ nói đến cái trách nhiệm, cái chủ đích, cái trách nhiệm của những người chế ra AI khi mà có chủ đích định làm ra những cái sản phẩm như vậy. Về sau, trong cái phần nói về phân cực và bất bình đẳng, thì giáo sư Joanna sẽ nói về những cái sự bất bình đẳng trong thế kỷ trước, thế kỷ 19, nó phụ thuộc vào tài nguyên, và nói hiện nay phụ thuộc vào dữ liệu, phụ thuộc vào việc sử dụng những cái tiến bộ của khoa học và công nghệ, thì có liên quan những cái khái niệm về nhóm lợi ích. Trong đấy thì có dùng một khái niệm gọi là Gini Index. Gini Index là một khái niệm trong khoa học, và ở trong cái trường hợp này thì dùng để đo cái sự sai lệch về phân phối hoặc thu nhập của con người giữa cá nhân hoặc các hộ gia đình. Và thí dụ như chỉ số Gini Index bằng 0 thì đại diện cho sự bình đẳng hoàn hảo, có nghĩa là không có sự khác biệt gì về thu nhập của mọi người thì Gini Index bằng 0, còn nếu khác biệt rất là lớn thì là bằng 100%. Nhưng cái lý thuyết ở đây thì theo kinh nghiệm hệ số Gini lý tưởng nó sẽ khoảng 27, có nghĩa là nếu hoàn toàn không có sự khác biệt gì cũng không tốt, khác biệt nhiều quá thì cũng không tốt. Thì đây là một khái niệm mà có thể trước các anh chị sẽ coi lại, coi tiếp vậy.
Sau đấy thì giáo sư Joanna sẽ nói về chuyện bất bình đẳng, chuyện phân cực và nói về cái việc con người chúng ta phải làm như thế nào. Đấy là một số cái nội dung mà giáo sư Joanna sẽ trình bày trong bài thuyết trình của mình. Tôi chia sẻ thêm một vài khái niệm như vậy.